Anh Hải mới đi chốn lú về cả nhà. Chào cả nhà. Rồi mình cũng chào cả nhà luôn. Anh Tiền tay đau anh không có đi làm gì được nghe cả nhà. Hải đi chốn lú về đây. Cua đó. Ừ, cá đối nó bự kìa. Bắt sức cá đối bự trời. Đâu nướng thanh vào. Nướng cá đối. Cua nữa nè. Nướng cá đối. Chóc cua nhóc vậy. Cua này. Cái nào dục vô luôn. Còn nó vô nó xỉu. Hai con. Mày mới đi kéo lú về, không có nhiều. Trời cua con kìa, nhóc đó nè. Nhỏ. Đó, con con đấy kìa. Mắt yếu. Đó. Hai con luôn đây con nè. Mắt yếu. Đó. Rồi anh Hải chết. Nó muốn làm gì đâu. Mấy chục ngàn rồi đó. Yếu rồi, mắt vừa 2 3 độ rồi. 20 ngàn rồi đó. Ôi mày. 4 con, 5 con thế 20 ngàn rồi. 20 ngàn rồi. Mắt đều mất kiếm 2 3 độ rồi. Còn xíu nữa. Vì đi đậu lú về lựa tôm mình ăn cá gì? Cá chém cỏ. Chém cỏ à? Giờ mình làm cá chém cỏ ăn cả nhà. Nhà muốn có nước đổ rồi. Ăn tôm hoài ngán. Chờ Hải đi đậu lú về mới làm hả? Chém cỏ nó làm cái gì ạ? Chân tương. Bự không? 4kg không? Tôm tết tay đau nghỉ cũng không ổn Tiền ơi. Tôm gì đâu. Để đáy hết rồi. Mớ cá nè. Cá đối nó mập ghê trời vậy. Mình hãy chơi ốm vậy. Không còn một ốc á. Cái này ăn được đó cả nhà. Cái này chỉ là nhậu thôi cả nhà. Chiên tay đau rồi làm sao? Con nghỉ hưu lên Tiền ơi. Ngoài này rồi mình được con cá này nha ơi. Cá quá tịch, cá bự luôn. Cá này cũng bắt tám ở cùng ngang cho nha cả nhà ơi. Cảm ơn bắt tám nha, bắt tám ơi. Tám là má của anh ba này nha. Đi công chuyện về ghé ngang rồi tám cho về anh em làm lương xương củ hành với tỏi mình ốp cá trước anh ba. Cá hết sức, cá mập luôn. Chủ yếu con cá này ha. Hành ăn ếch thôi cũng được. Hành hạ. Đó bầm ốp cá vậy. Cho vô luôn, ốp thì cho vô luôn. Cái đó dày quá phải cưới gì cả nhà, nó không thấm vô trong. Cưới là thấm vô trong rồi. Rồi cái này mình ớt cả nhà. Muối đó đường có một ngọt đường ấy khác không ốc. Xương một cái hồi niêm sao xương cái nó thấm ở xương chiên hắn đã.
Trời sao? Vừa bắt chảo lên, chiên sơ cái. Đất này tắm rửa. Giữ thần cá thiệt á. Bây giờ thả con hành luôn cả nhà. Cái này mà rút từ đây ăn thấy. Rồi, chụp lại. Rồi, chắc này cho cá mông nè. Cái này kêu cái gì qua? Chém cỏ. Chém cỏ. Chém cỏ. Cá kêu nghe mày. Mày lấy gì vậy? Tốt rồi. Mà không, thôi, kệ đi. Rồi, dư đầu một chút, dư đuôi một chút. Nè, dở lên ngay cho cái bộ đồ lòng. Rồi, bộ đồ lòng nhức nát, nhức nát. Lấy cái nhấc nồi. Rồi nhấc đổ vô. Ăn từ từ. Cá liền cỏ 2 kg 2 à. Cá này ăn nếu mà còn là 3 kg đó. Còn bao nhiêu nữa không? Ừ, nó là 2 kg rưỡi đó. Rồi mời cả nhà ăn cá chém cỏ chân tương. Chân tương với mấy anh em. Rồi mời cả nhà nghe. Làm trước đi, hồi quân lại sau nữa. Mời cả nhà ăn cá này, không gắp cá lên ăn lần sau vậy. Rồi, vô, mời cả nhà nghe. Ai vô xương xương vô. Với anh em. Mời cô chú anh chị nha. Chiều vô. Ừ. Quá êm. Không? Quá êm. Coi. Vô vô. Hơi cỏ quá mà sao. Có cắn cỏ hơi cỏ phải. Mới chuyện nói. Hơi cỏ hả? Thôi. Được rồi. Ừ. Thôi mời cả nhà. Nước nát. Ok. Có xương không? Xương chưa y không? Xương chưa y không hả? Bự không hả? Hỏi cỏ quá hải rồi. Ăn cái đó là hỏi cỏ. Lấy cái dĩa. Rồi, mời cả nhà ăn cá chém cỏ. Đâu? Có xương, có xương. Có trừng mất cổ. Được rồi. Ủa rồi cãi vô. Không có anh quay cái bụng qua đây chi vậy xíu. Chết luôn. Ừ, nãy giờ không bật lửa thôi kìa. Thấy nguội rồi kìa.
nãy chấm được nè. Ăn ơi, chừng như chạy trái lương nè. Quá êm. Nó rồi nó nắng vậy đó. Trời ơi, quá trời đã. Vô. Vô. Rồi, mời cả nhà. Vô. Vô. Ăn củ hành, ăn củ hành. Măng này giờ em thấy có xương xíu. Xương không xương? Có xương đớt nè. Không, nãy giờ em ăn cái lượng nó không có xương. Quá hay, quá hay. Không cự được miếng nào luôn á. Thiệt mà, em thấy mấy xương chưa y thiệt mà. Chưa y mà. Nó giống như con cá sáo vậy đó. Xương á. Tiền ta đau à, không lại à. Bỏ bẩn lên, tôi bỏ bẩn. Năm rồi giờ, con em nó bắt lên con cá chét vàng. Mà nó nuôi để làm kiểu chơi mà cả nước cạn quá cái ngọt. Chết con 5 ký mấy. Cầm lên nó bằng sạch sẽ đàng hoàng, cái đấy đem vỗ. Em là nấu lẩu. Em lẩu thử thuốc, cái đấy còn hết, cái đấy hết rồi. Ngon quá, cái giòn sực, sực sực, ăn ai cũng khen. Bốn đêm ăn cá làm sao hết nổi vậy? Còn cái phần nổi hơn. Riu. Xịt khói rồi. Xịt khói hả? Dính hả? Thôi dính về bỏ đi. Vô. Chừng nào ăn cho nó nguội rồi hả? Bật lên. Con sáu này dọn mồi cho sao? Trời ơi. Không, cố ăn. Uống cái nghe điện thoại rồi cái vô uống cái nữa. Cái này béo chứ kìa. Tuyệt vời luôn ha. Lòi béo mà. Nè cái này là không có đây dạ? không có xương á. Ăn đó mà xương. Nguyên. Ăn đó mà xương á, không biết nói sao gì. Vô. Vô mời cả nhà. Phục cho báo luôn. Cởi luôn. Có mì quá ăn cũng yên đó. Ừ, này có mì ngon ha. Thôi ăn đổi rồi đi. Thôi ăn được không? Ừ. Ăn cái đó giống như ăn cái bao tử của con cá chấm cỏ vậy. Hay quá. Bảo. Để hải bệnh ăn đi. Bự con. Quá là lỗi luôn nè cả nhà. Quá nãy kêu xíu rồi đừng có quay cái bụng qua đây. Nó đậu, nó cầm lòng đậu. Đậu dữ thiệt chứ. Ấy, chị con ơi. Ăn cảm thấy nó khác sao vậy? Ăn nó khác khác sao? Khác khác sao? Cá thì nè, cá. Ủa thiểm, có thiểm đâu, không bẻ đâu được hay vậy? Em không kiếm chín rồi, nó kiếm chín hay. Mà cây nằm dưới cái mía. Còn cây ngoài nó có cái mà còn cây nằm trong cái mía. Xem mất cổ đó nhà ơi. Xuống rồi. Khôi ơi. Có người kim chút à. Vút xuống à. Vô. Quay clip thì mở có nhậu hết lắm cả nhà ơi. Nhưng mà tắt clip rồi nó nhậu ngày đêm luôn à. Đi rượu uống ngon. Cái này mà gặp mà bỏ này cũng nho nha cả nhà. Bỏ miếng đường phèn nữa là cái mùi rượu đó đẹp lắm. Dịu lại. Cái rượu trái giác cả nhà ơi, màu đẹp quá. Đưa chai rượu lên cho cả nhà coi hãy. Rượu hồng. Cả nhà ông uống bạc đen nè. Đó.
luôn. Chúng phải ông uống bà đạp lọt sàn hả? Uống xong rồi Minh Đan. Ngủ quên. Uống xong rồi ngủ. Ngon quá, ngủ quên. Uống xong rồi ngủ. Cái màu nó đẹp cực kỳ luôn. Này pha ít chứ nè, pha nhiều rồi còn đẹp dữ nữa. Ngủ quên cái bà đạp lọt sàn giống vậy á. Chứ phải ông uống mà bà khen. Nó xương nhưng mà nó có cái hang cẩu. Ừ. Chỗ này, chỗ này. Chỗ này đặng có xương thịt. Cái xương giữa. Mà cái gì cũng mập luôn rồi. Đâu. À, cả nhà có coi thì cũng nhớ ủng hộ cho kênh ẩm thực ngư dân này, cho anh em nó có thu nhập hàng tháng rồi cả nhà. Mình thì cũng quay thì lâu lâu mình quay clip rồi chơi vậy thôi. Mình thì kẹt cái chuyện lú bú đó, có đi biển rồi này kia mình mới quay nhiều. Ủng hộ cho anh em cả nhà ơi. Thôi cũng cảm ơn cả nhà ủng hộ nhà coi kênh của Toàn Nhân Hải nha. Ngày mấy anh em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.